Thẩm Thúy Hằng sinh năm 1940, trưởng thành tại Sài Gòn nhưng xuất thân trong một gia đình gốc Hải Phòng với tên thật là Nguyễn Kim Phụng. Những tinh hoa của vùng đất Hoa hậu xứ Bắc đã nhào nặn nên một Thẩm Thúy Hằng mang nhan sắc xuất chúng, trở thành tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ thời bấy giờ. Vừa bước sang tuổi 15 khi nhan sắc còn đang độ thiếu nữ như mùa xuân mới chớm, Thẩm Thúy Hằng đã nức tiếng là một hoa khôi lộng lẫy trong giới học sinh đất Sài Thành. Không quá lời khi người ta nói rằng vẻ đẹp của bà gây ám ảnh, thậm chí giới truyền thông còn so sánh nhan sắc của Thẩm Thúy Hằng ngang ngửa với Marilyn Monroe, biểu tượng sắc đẹp và huyền thoại điện ảnh Mỹ. Thẩm Thúy Hằng sở hữu gương mặt trái xoan với đôi mắt bồ câu đen láy đầy trữ tình, bờ môi trái tim ngọt ngào, sống mũi thon thanh cao, thân hình căng tràn sức sống của một nữ thần. Từ cái tên giản dị Kim Phụng tới nghệ danh Thẩm Thúy Hằng. Trong một lần đọc được thông tin về cuộc thi tuyển diễn viên, cô gái Kim Phụng, 16 tuổi, đã âm thầm giấu gia đình ghi tên dự tuyển. Với dung mạo xuất chúng và tài năng thiên phú, Kim Phụng xuất sắc vượt qua 2.000 người đẹp khác và vinh dự giành giải nhất. Lấy cảm hứng từ lòng ngưỡng mộ của Kim Phụng dành cho người thầy dạy văn chương Thẩm Thệ Hà, một nhà giáo, nhà thơ yêu nước đang nổi tiếng thời bấy giờ, giám đốc hãng phim đã đặt nghệ danh cho Kim Phụng là Thẩm Thúy Hằng. Từ đây, cô gái 16 tuổi, Kim Phụng, đã có cơ hội vàng bước vào lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. Chỉ một bước ngắn thôi, nhưng điều này đã khiến Kim Phụng nhảy vọt rất xa lên tuyệt đỉnh vinh quang. Trước năm 1975, Thẩm Thúy Hằng là nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng theo cách gọi thời bấy giờ, bởi không chỉ đóng rất nhiều phim trong nước mà Thúy Hằng còn tham gia nhiều phim trong khu vực Đông Nam Á. Nổi lên từ vai diễn tam nương trong phim Người đẹp Bình Dương, Thẩm Thúy Hằng luôn mang biệt danh này nhờ sự ái mộ của công chúng và trở thành biểu tượng nhan sắc phụ nữ một thời ở Sài Gòn nói riêng, miền Nam nói chung. Thẩm Thúy Hằng không chỉ đóng phim mà còn đóng kịch và cũng khá nổi tiếng trên sân khấu kể cả trước và sau giải phóng. Với vai diễn đầu tiên tam nương trong phim Người đẹp Bình Dương, một phim đen trắng của hãng phim Mỹ Vân do nghệ sĩ Nam Châu đạo diễn, ra mắt công chúng năm 1958, Thẩm Thúy Hằng đã nổi lên như một ngôi sao điện ảnh và chinh phục hoàn toàn sự hâm mộ nồng nhiệt của khán giả màn ảnh rộng lúc bấy giờ. Cái tên Người đẹp Bình Dương đã theo Thúy Hằng đi suốt cuộc hành trình nghệ thuật những thập niên 50-60 cho đến ngày giải phóng 1975. Tiền cát-xê mua được một ký vàng. Sau khi trở thành ngôi sao tỏa sáng làng điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng được các hãng phim lúc bấy giờ mời vào vai chính liên tục. Bà đóng rất nhiều phim, khoảng 60 phim, và trở thành nữ minh tinh số 1 với tiền cát-xê 1 triệu đồng cho một vai diễn, tương đương 1 ký vàng 4 số 9 thời bấy giờ. Ngoài vai diễn đầu tiên tam nương trong phim Người đẹp Bình Dương, một vai diễn khác cũng rất đẹp của Thẩm Thúy Hằng từng gây được tiếng vang, góp phần đưa tên tuổi của bà lên nấc thang danh vọng. Đó là vai chức nữ trong bộ phim Ngưu Lang Chức Nữ. Trong số lượng phim đồ sộ do Thẩm Thúy Hằng tham gia đóng vai chính, có thể kể đến một số bộ phim nổi tiếng như Trà Hoa Nữ, Tấm Cám, Sự Tích Trầu Cau, Bạch Viên Tôn Cát, Nửa Hồn Thương Đau, Đôi Mắt Huyền, Dàn Dở, Tơ Tình, An Ơi Ông Địa, Bóng Người Đi, Ngậm Ngùi, Sóng Tình, 10 Năm Giông Tố, Xin Đừng Bỏ Em, v.v. Những phim đó, Thẩm Thúy Hằng đóng chung với các tên tuổi gạo cội trong làng diễn viên điện ảnh, cũng như sân khấu cải lương lúc bấy giờ như La Thoại Tân, Kim Cương, Trần Quang, Thanh Thúy, Thanh Được, Út Bạch Lan, Túy Hoa. Có thể nói giai đoạn rực rỡ nhất của Thẩm Thúy Hằng là khoảng thời gian 1965-1972. Phim nào có bà đóng cũng đạt doanh thu rất cao. Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng đứng ra thành lập hãng phim riêng mang chính tên của bà là hãng phim Thẩm Thúy Hằng, tiền thân của hãng phim Vili Film sau này. Không chỉ hợp tác làm phim, đóng phim ở nước ngoài, mà đi đâu, dự bất cứ cuộc liên hoan phim nào, Thẩm Thúy Hằng cũng đều được trọng vọng, sánh ngang hàng với các diễn viên nổi tiếng nước ngoài. Không có vùng cấm nào trong nghệ thuật. Để nói về sự thành công của Thẩm Thúy Hằng, ngoài nhan sắc trời phú và tài năng thiên bẩm thì phải nhắc tới sự táo bạo, bản lĩnh hơn người của bà. Trong giai đoạn những năm 60-70 của thế kỷ trước, khi tư tưởng hà khắc về người phụ nữ vẫn còn đè nặng, bà là nữ diễn viên đầu tiên dám đóng cảnh nóng và không ngần ngại khoe nét đẹp phồng thực của mình trên màn ảnh rộng. Thẩm Thúy Hằng cho rằng không có vùng cấm nào trong nghệ thuật, nếu vai diễn cần bất kỳ yếu tố nào để thực sự trọn vẹn thì bà đều có thể đáp ứng. Trên đỉnh cao danh vọng. Chính nhờ vào tài năng và nhan sắc, Thẩm Thúy Hằng đã đạt được đỉnh cao danh vọng khi liên tục nhận được những giải thưởng cao của điện ảnh châu Á và quốc tế. Hai lần đoạt giải diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim Đài Bắc, ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hồng Kông và Đài Loan năm 1972-1974. Nữ diễn viên khả ái nhất tại Liên hoan phim Moscow và Tuscan tại Liên Xô năm 1982. Vượt qua những diễn viên xinh đẹp đến từ Đông Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, v.v. Thành công và nổi tiếng trên lĩnh vực điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng cũng nổi tiếng và thành công trên cả lĩnh vực kịch nói, cải lương, tân nhạc. Thẩm Thúy Hằng không chỉ đóng vai trò trưởng ban kịch mà còn viết kịch bản, thủ vai chính. Ngoài ra, hình ảnh của Thẩm Thúy Hằng đi liền với Thanh Nga thường xuyên xuất hiện trên bìa các báo xuân và lịch Tết với biểu tượng một người là nữ hoàng điện ảnh, người kia là nữ hoàng sân khấu cải lương.
cả hai đều đại diện cho nhan sắc phụ nữ được nhiều người ái mộ. Sau giải phóng năm 1975, trong lúc một số nghệ sĩ chạy ra nước ngoài định cư, thì Thẩm Thúy Hằng cùng chồng là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh từ chối những cơ hội ra đi mà chọn con đường ở lại quê nhà. Ông Nguyễn Xuân Oánh từng làm phó thủ tướng kiêm thống đốc ngân hàng chế độ cũ, sau đó là quyền thủ tướng trong 2 năm, 1964-1965. Sau năm 1975, có thời gian ông làm cố vấn kinh tế cho Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông Nguyễn Xuân Oánh mất vào ngày 29 tháng 8 năm 2003 vì bệnh tim, thọ 82 tuổi. Mọi người đều nhìn nhận chính ông Nguyễn Xuân Oánh, lớn hơn Thẩm Thúy Hằng 20 tuổi, đã ảnh hưởng rất nhiều tới tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của Thẩm Thúy Hằng. Thảm họa giao kéo. Kể từ vai diễn Phùng Y trong vở Lôi Vũ trên sân khấu kịch nói của Đoàn Kim Cương, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng chính thức từ già sân khấu, màn ảnh và các hoạt động nghệ thuật khác để lui về cuộc sống khép kín ở ngôi nhà riêng trên đường Cách mạng tháng 8. Ở đây, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Oánh nghỉ hưu, rời xa chốn quan trường, còn Thẩm Thúy Hằng muốn che giấu mọi người thời kỳ nhan sắc tàn tạ của mình trong giai đoạn biến chứng cuối cùng của chất silicone. Những năm tháng cuối cùng này, đối với nữ hoàng nhan sắc quả thật là tột cùng của sự đau khổ. Bà đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ và sử dụng phương pháp tiêm Botox thường xuyên để chống chọi với sự tàn hóa của hóa chất trong cơ thể. Nhưng dù cố gắng hết sức, bằng mọi phương pháp kéo dài thời gian, nhưng rồi người đẹp Bình Dương lộng lẫy một thời cũng phải chấp nhận sự thật. Tất cả những gì đẹp đẽ, lộng lẫy trước đây đã bị đào thải, gương mặt bà biến dạng từng ngày. Căn nhà ở đường Cách mạng tháng 8 cũng được bán đi. Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Oánh, Thẩm Thúy Hằng mua một ngôi nhà khác ở vùng Bình Quế, quận Bình Thạnh và lui về ẩn dật theo đúng cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng. Ông và Thẩm Thúy Hằng không tiếp xúc với bên ngoài, sống gần như trong bóng tối, ăn chay trường, tu tại gia, nghe kinh và làm việc từ thiện cho tới lúc ông qua đời vì cơn đau tim vào năm 2003. Chưa dừng lại ở đó, khi đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, vì quá tiếc nuối nhan sắc thời trẻ, Thẩm Thúy Hằng đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mong lấy lại vẻ đẹp thời hoàng kim. Hậu quả là khuôn mặt mỹ nhân được mệnh danh đẹp nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam đã biến dạng một cách khủng khiếp. Khi người chồng thứ hai qua đời, Thẩm Thúy Hằng quyết định tìm đến thiền định, lấy pháp danh nhà Phật, tập trung làm việc thiện với tâm niệm đáp trả lại những gì cuộc đời đã ban tặng và cũng là cách để bà tìm lấy sự bình yên. Gần 30 năm tránh né dư luận, nhờ sự cứu rỗi của đạo Phật, Thẩm Thúy Hằng đã tự tin xuất hiện công khai với ngoại hình bị tàn phá nhưng vẫn giữ phong thái kiêu hãnh của một minh tinh màng bạc năm nào. Hồng nhan không tránh khỏi kiếp bạc phận. Ít ai biết được rằng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ của một đại minh tinh, Thẩm Thúy Hằng đã phải chịu đựng hai nỗi đau dày vò ba mãi những năm cuối đời. Đó là không được người con mình dứt ruột để ra thừa nhận và sự tàn phai nhan sắc lừng lẫy một thời do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Thành công nào cũng cần sự đánh đổi, nhưng cái giá phải trả đắt hay rẻ thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Ở tuổi chớm đôi mươi xuân sắc, Thẩm Thúy Hằng từng lên xe hoa theo mong muốn của cha mẹ và kết quả của cuộc hôn nhân sắp đặt ấy là một cô con gái. Nhưng gia đình nhỏ nhanh chóng đổ vỡ trước áp lực hình ảnh hoàn hảo của một minh tinh, Thẩm Thúy Hằng đau đớn cho đi đứa con bà hết mực yêu thương. Trải qua bao năm tháng dằn vặt, ở tuổi xế chiều, bà quyết tâm quay trở về tìm lại người con của mình. Nhưng cô gái ấy đã từ chối mọi sự liên quan đến bà mẹ hết sức nhẹ nhàng, khiến trái tim người mẹ lầm lạc phải nghẹn thắt. Nhan sắc của người phụ nữ giống như đóa hoa phù dung sớm nở mau tàn. Người hâm mộ thấu hiểu nỗ lực của Thẩm Thúy Hằng khi sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ hình ảnh tượng đài sắc đẹp một thời và xót xa thương cảm khi khuôn mặt từng đẹp như điêu khắc ấy dần rệu rã. Nhưng khi nhắc về tượng đài nhan sắc Việt, người ta vẫn nhớ một Thẩm Thúy Hằng đẹp nghiêng nước nghiêng thành với trí thông minh, tài năng thiên phú và một trái tim vô cùng bản lĩnh.